Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 128 Các vị đồng học xin chào mọi người Xin mời mở cảm ứng thiên Đoạn thứ 124 Đoạn thứ 124 Chúng ta xem trong Đại Khoa là đoạn thứ bảy thái thượng kết luận và động viên đây là đoạn tổng kết động viên của chúng ta là đoạn lớn thứ bảy do vậy người cát tường nói lời lành xem điều lành làm điều lành mỗi ngày có ba điều lành thì ba năm trời ắt ban phước cho còn kẻ ác nói lời ác xem điều ác làm điều ác mỗi ngày có ba điều ác ba năm trời ác sẽ giáng họa sao không cố gắng thi hành dị thai đoạn phía trước là sửa lỗi hướng thiện đoạn này rất quan trọng trong chú giải nói rất nhiều rất là trọng yếu trong này cũng đã trích dẫn một số phương pháp Sám tội trong truyền liễu phạm Tứ huấn và của cổ đại đức rất đáng để cho chúng ta tham khảo rất đáng để chúng ta học tập hôm nay chúng ta học đến phần tổng kết chữ cố có ý nghĩa là tổng kết toàn danh Các nhân Đây là các hung hòa phước Cũng là người thiện mà chúng ta thường nói đến Nói là người thiện vẫn còn chưa thỏa đáng Gọi là phước nhân Người rất có phước báo Như vậy chữ các sẽ vô cùng sát đáng Với chữ phước báo Người rất có phước báo Người có phước Nhất định hội đủ Ba điều kiện Ba điều kiện này Một là Ngữ thiện Lời nói thiện Tiêu chuẩn của thiện chính là Thập thiện nghiệp đạo mà Phật Nói cho chúng ta Chú giải ở chỗ này cũng chú thích rất tốt ngữ thiện là lời phi lễ chớ nói thích nói điều tốt lành của người khác khơi gợi thiện tâm của người ba câu này nói rất hay hay nói cách khác lời nói không nên nói sẽ nhất quyết không nói lời phi lễ chớ nói thích xưng tán người khác, thích nói điều tốt lành của người khác, nhất định không đố kỵ, không che giấu, thích nói điều tốt lành của người khác, ưa ừ, thích khơi gợi thiện tâm của người ta. Điều này có thể thường xuyên giáo huấn hết thảy chúng sanh Giúp đỡ hết thảy chúng sanh Đoạn ác tu thiện Khuyên bảo hướng dẫn Hết thầy chúng sanh Hiểu rõ thế nào là thiện Thế nào là ác Điều này vô cùng quan trọng Đây là ngữ thiện Thái thượng ở đoạn trên Một mực dạy bảo chúng ta tích công lũy đức điều quan trọng nhất của tích công lũy đức chính là ngữ thiện nói thật ra có rất nhiều người tâm địa cũng tốt làm người cũng rất tốt Tuy nhưng lời nói không cẩn thận cho nên tất cả công đức đều trôi mất đi từ lời nói bạn nói xem đáng tiếc biết bao cho nên trên kinh vô lượng thọ phật dạy chúng ta khéo giữ tam nghiệp đặt khẩu nghiệp ở vị trí đầu tiên điều này không thể nói không có đạo lý bạn xem thái thượng cũng đặt ngữ thiện lên vị trí hàng đầu không bàn mà trùng ý giới kinh vô lượng thọ Trên Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta Khéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Phía trước chúng tôi đã nói rồi Không những không thể nói mà còn Nhất quyết không để điều ác của người khác vào trong tâm của mình Đặt điều ác của người khác vào trong tâm của mình thì tâm của chúng ta bị ô nhiễm rồi Đây là việc làm rất quan uổng. Tâm của chúng ta vốn dĩ là thiện Cùng với chư Phật như Lai Không hai không khác Tâm của chúng ta hiện nay Tại vì sao lại biến thành như thế này Nhất định không thể trách người khác cái lỗi oán trời trách người này Quá lớn rồi Trách là trách chính mình không tốt Tại vì sao lại mang những việc bất thiện của người khác Đem để vào trong tâm của chính mình Không có ai bắt bạn phải để vào trong tâm Khiến cho Tâm thuần thiện của bạn Trở nên bất thiện Tâm bất thiện Thì lời nói làm sao có thể thiện được chứ Cho nên cái gốc chính là Tại tâm Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế gian Dạy chúng ta tu hành Là tu từ căn bản Căn bản là gì? Căn bản là tâm Tâm của người và tâm của Phật là đồng một tâm Tâm của Phật Chúng ta trên kinh luận đọc thấy Không có một mảy may Bất thiện sen tạp Đây là tâm Phật Còn tâm của phàm phu Thiện thì ít mà mất thiện thì nhiều Cho nên mới biến thành lục đạo Cho nên mới biến thành tam đồ Tam đồ lục đạo từ chỗ này mà có Từ hôm nay chúng ta hiểu rõ đạo lý này thì cần phải nhanh chóng xả bỏ đi những điều bất thiện trong tâm của chính mình loại bỏ đi những điều đó buông xuống chúng ta cần phải giống như phật dung nạp hư không pháp giới hết thảy thiện pháp con người này liền thành phật rồi chuyển phàm thành thánh tiêu chuẩn của thiện và bất thiện phật đưa ra cho chúng ta mười điều là thập thiện nghiệp đạo sau khi chúng tôi cùng với chư vị học tập viên mãn cảm ứng thiên thì chúng ta lại tiếp tục học tập thập thiện nghiệp đạo kinh tiêu chuẩn mà phật đặt ra cho chúng ta thế nhưng tiêu chuẩn đó cũng có cái gốc nếu như bạn không biết cái gốc đó thì cho dù tu thập thiện như thế nào đi nữa cũng chỉ là phước báo nhân thiên mà thôi tu không viên mãn Gốc vẫn là ý niệm Ý niệm của Phàm Phu Là tử tư tự lợi Dùng tử tư tự lợi Để đoạn thập ác Tu thập thiện Thì nhất định không viên mãn Cũng có được quả báo Quả báo là phước báo nhân thiên Điều này cần phải biết Trong lịch sử Trung Quốc Người có phước báo lớn nhất Ở trong mấy ngàn năm nay Chính là quả đế Càn Long Nói về phước báo trong lịch sử Trung Quốc Không ai có thể vượt qua ông Làm Hoàng đế 60 năm rồi Còn làm Thái Thượng Hoàng 4 năm Quả thật đúng là Quý vi thiên tử Phú Hữu Tứ Hải trong lịch sử trung quốc không tìm thấy có người thứ hai như vậy ông cũng được trường thọ cho nên ông tự gọi mình là thập toàn lão nhân thật vậy thập toàn là ngũ đại đồng đường có người nào mà có được phước báo lớn như vậy chứ Các gì cần phải hiểu được cái phước báo này là chưa xả bỏ tự tư tự lợi tu thập thiện nghiệp có thể hưởng được phước báo lớn như vậy Thế nhưng cần phải hiểu được là Không thể ra khỏi được tam giới Không thể thoát ly khỏi luân hồi Thì sau khi bạn hưởng cái phước này hết rồi Những tội nghiệp mà bạn đã tạo trong đời này Cái tội báo này Vẫn sẽ hiện tiền Lúc đảo luân hồi là như vậy mà ra Sau khi học Phật Hiểu rõ đạo lý Chân tướng sự thật này Thì chúng ta không còn tiếp tục Làm cái việc ngu ngốc này nữa Đem ý niệm tự tư tự lợi Chuyển đổi trở lại Hết thảy đều là gì Chánh pháp cửu trụ Vì sao vậy là gì chỉ có chánh pháp Mới có thể giác ngộ tâm của chúng sanh Có thể khiến cho hết thầy chúng sanh Phá mê khai ngộ Chuyển phạm thành thánh Công đức này không thể nghĩ bạc Phật và Đại Bồ Tát Liệu có đi làm Hoàng đế Càng Long không? Sẽ là không Vì sao vậy? Đó là hướng phước Không thể thành tựu công đức thù thắng Công đức thù thắng là gì? Chính là giáo hóa chúng sanh Vì vậy Phật Bồ Tát nhất định dùng Thân phận là lão sư để xuất hiện ở thế gian Chúng ta tôn xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư Là vị thầy bổn sư của chúng ta Ngài tuyệt đối sẽ không làm chính trị Cũng tuyệt đối không làm ngành công thương Sẽ không làm việc này mà toàn tâm toàn lực Cứu độ hết thảy khổ nạn chúng sanh Phía trước đã nói với các vị rồi Chúng sanh trong mười pháp giới Đều là chúng sanh khổ nạn Vì sao vậy? Là vì chưa kiến tánh Trí huệ chưa viên mãn Không tránh được việc tạo tác nghiệp tội Tứ thánh pháp giới cũng được xem là khá tốt rồi tương tự quả vị phật rồi nhưng vẫn thoái chuyển như cũ mức độ thoái chuyển rất lớn cho nên pháp thân bồ tát thấy họ là kẻ đáng thương xót cho nên hết thảy khổ nạn chúng sanh là chỉ cho thập pháp giới chỉ cần trí huệ bạn chưa khai Trí huệ thì ở trong nhà Phật Gọi nó là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Là trí huệ chân thật Chưa minh tâm kiến tánh Thì trí huệ này không phải là chân thật Trong lục đạo nhà Phật Nói rất rõ ràng Gọi là thế trí biện thông Căn bản không thừa nhận đó là trí huệ Tứ thánh Pháp giới có trí huệ Nhưng không viên mãn Do gì vẫn chưa phá được vô minh vẫn chưa đoạn hết phân biệt mà chỉ đoạn được chấp trước từ đó có thể biết nếu không đoạn chấp trước thì trí huệ làm sao mà có được chấp trước là gì là ngã vô tư vô ngã thì trí huệ của bạn mới mở ra chỉ cần có tự tư có ngã thì trí huệ của bạn sẽ không khai mở trí huệ có được khai mở hay không cũng không phải là việc của người khác không liên quan gì đến lão sư Bạn gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật Gặp được A Di Đà Phật Mà không buông xuống tâm tự tư tự lợi của bạn Thì bạn vẫn là không khai mở được trí huệ rồi không phải là nói tôi gặp được Phật Thì tôi sẽ khai mở trí huệ Không có việc như vậy Nếu như buông bỏ được tự tư tự lợi Hoàn toàn không còn nữa Bạn gặp được một người hạ căn thuyết Pháp cho bạn Thì bạn cũng sẽ khai ngộ những thí dụ thế này trong vài nước xưa nay có rất nhiều sự thành tựu của học trò còn vượt qua hơn cả lão sư dựa vào điều gì mà vượt qua hơn cả lão sư vậy là dựa vào việc buông được xuống những điều buông xuống của lão sư không nhiều bằng học trò học trò so với lão sư buông xuống được nhiều hơn nên học trò vượt qua lão sư rồi triệt để buông xuống rốt ráo buông xuống thì con người này thành phật rồi người thế gian chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người sanh bệnh sáng sớm hôm nay phía bên thượng hải gọi điện thoại cho tôi nói có một vị đồng tu bị bệnh rồi Thân tâm bất an Hỏi tôi phải làm thế nào Tại vì sao không buông xuống được bệnh tật Buông xuống liền không còn nữa Nếu như bạn để bệnh tật vào trong tâm của mình Vậy thì bạn nhận lấy nó rồi Vì đồng tu này bị ung thư Tôi nói với anh ấy là Cư sĩ Lý Mộc Nguyên trước đây 10 năm bị ung thư Các bạn đi hỏi ông ấy xem Ông sẽ cho các bạn xem phim chụp X quang, có hơn 30 tấm. Tế bào ung thư đã khuếch tán ra toàn bộ các bộ phận của cơ thể rồi. Bác sĩ nói với ông là thọ mạng của ông chỉ còn 3 tháng. Ông Lý không đi chữa trị cũng không uống thuốc. Niệm Phật chờ chết. Đến cư sĩ Lâm làm nghĩa công. Sống một ngày là một ngày, chăm chỉ nỗ lực làm được nửa năm không thấy làm sao thì đi kiểm tra thấy tế bào ung thư không còn nữa là kỳ tích trong lịch sử y học singapore hiện nay vẫn sống được mười mấy năm rồi tinh thần và thể lực không ai có thể sánh được với ông tôi gọi ông là bồ tát không nghỉ ngơi bạn xem hôm trước ông từ trung quốc trở về sau khi vừa trở về lập tức tổ chức hội họp một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có ông nói với tôi thời gian ngủ ban đêm đại khái chỉ có hai giờ đồng hồ toàn tâm toàn lực vì phật pháp vì chúng sanh không vì bản thân quên đi chính mình rồi cho nên bệnh liền không còn nữa có ngã thì bạn liền có nghiệp chướng Bạn liền có nghiệp báo Vô ngã thì nghiệp báo liền không còn nữa Nghiệp cũng không còn Báo cũng không còn Con người nếu làm được vô ngã Thì sự việc gì cũng đều được giải quyết rồi Cái thân thể này lưu lại tại thế gian Là vì chúng sanh tạo phước Vì chúng sanh mà phục vụ sự việc làm thành công rồi chúng sanh có phước nhưng chính mình không kể công sự việc làm không thành công chúng sanh không có phước chính mình cũng không có lỗi lầm chính mình vĩnh viễn không có được mất cuộc sống không được mất thì sẽ rất vui vẻ sự việc làm thành công rồi công là của tôi lớn thế nào vậy thì không hay rồi bạn có ngã có ngã bạn liền có nghiệp báo vô ngã thì không chịu nghiệp báo nghiệp báo liền không còn nữa đây là phật dạy chúng ta nhìn thiện phật trên kinh thập thiên nghiệp đạo dạy chúng ta phương pháp mà bồ tát chuyển ác thành thiện đã vô cùng nhấn mạnh ngày đêm thường niệm tư duy quán sát từ nhìn thiện này chính là quán sát quán sát hết thảy thiện pháp không nên để ý đến pháp bất thiện Thiền Tông Lục Tổ Huệ Đăng Đại Sư Trong Đàn Kinh nói với chúng ta Nếu là người chân thật tu hành Thì không nhìn thấy lỗi thế gian Không nhìn thấy lỗi thế gian Là nhìn thiện Người thế gian có lỗi lầm không? Không có Hết thể người, hết thể vật, hết thể việc Đều không có lỗi lầm Lời nói này là thật, không phải là giả Ngẫu Ích Đại Sư Trong Linh Phong Tông Luận Cũng đã nói rất nhiều Ngài nói cảnh duyên không tốt xấu Cảnh là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Chúng ta nói hết thảy người, hết thảy vật, hết thảy diệt Hai chữ cảnh duyên này đã bao gồm hết vào trong đó rồi Ở trong này không có thiện và ác Không có tốt xấu Quả thật là thanh tịnh, là bình đẳng Tốt xấu tại tâm ta Tốt xấu thiện ác từ đâu mà có vậy Là do từ tâm chúng ta khởi lên chúng ta cho rằng họ tốt cho rằng họ xấu nhưng trên thực tế không phải như vậy cho nên nếu như chính mình buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thế giới này tốt đẹp rồi thế giới này là nhất chân pháp giới thế giới này là thế giới cực lạc vốn dĩ là nhất chân pháp giới vốn dĩ là thế giới cực lạc biến thành như thế này đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình tạo tác thân thể này của chúng ta vốn dĩ là thân kim can bất hoại tại vì sao lại biến thành ra hình dạng thế này là do trong tâm hoàn toàn đang chứa đựng tham sân si mạng thị phi nhân ngã cho nên mới biến thành ra như thế này người đời trước không có ai dạy bảo nên có thể thông cảm bản thân họ không biết ngày nay phật đã nói rất rõ ràng như vậy minh bạch như vậy cho chúng ta chúng ta nghe hiểu rồi tin tưởng rồi thì nên buông xuống vạn duyên buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước hồi phục cuộc sống của nhất chân pháp giới bạn nói xem điều này mỹ mãn biết bao Tự tại biết bao Hạnh phúc biết bao Chữ nhìn thiện ở đây Chính là Phật dạy bảo chúng ta Quán sát hết thảy thiện pháp Nhất định không nên quán sát hết thảy ác pháp Phải hồi đầu từ căn bản này hành thiện là hành vi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi làm việc xử sự, sự đãi người tiếp vật đều ở trong chữ hành này một ngày bạn có thể làm ba việc thiện thì trong ba năm điều này là nói tích công lũy đức trời ắt ban phước cho hết thảy những tai họa đều được tiêu trừ nhà phật thường nói tiêu nghiệp chướng nghiệp chướng thực sự là tiêu rồi phước đức hiện tiền trí huệ hiện tiền chúng ta cần phải nên học tập các vị đồng học xin mời xem cảm ứng tiên đoạn cuối cùng. Do vậy người các tường nói lời lành, nhìn điều lành, làm điều lành. Mỗi ngày có ba điều lành thì ba năm trời ắt sẽ ban phước cho. Hôm qua chúng ta đã nói đến câu này. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói đến câu tiếp theo. Còn kẻ ác ừ. Nói lời ác Xem điều ác Làm điều ác Mỗi ngày có ba điều ác Ba năm Trời ác sẽ giáng họa Đến đây là một câu Câu cuối cùng là nhầm tổng viên Sao không cố gắng thi hành dạy thai Tổng kết các hung họa phước là do chính bản thân mình tạo ra nhất định không có sự chi phối của quỷ thần cũng nhất định không phải là do thượng đế thiên đế chi phối lại càng không có liên quan gì đến phật bồ tát mà hoàn toàn là do bản thân mình tạo tác ba năm là một ngàn ngày trong một ngàn ngày này những nghiệp tích lũy lại thì sẽ hình thành quả báo rõ ràng một ngàn ngày mà quả báo rõ ràng như vậy thì một ngàn năm thì sẽ như thế nào đây? Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều tôn giáo nước ngoài Đều nói về Ngày tận thế Ngày tận thế được hình thành như thế nào vậy? Là tổng kết của một ngàn năm Điều này vô cùng đáng sợ Đặc biệt là đến cuối thế kỷ Thì hiện tượng này Vô cùng không tốt Hết thầy chúng sanh Không những là chính bản thân chúng ta Mà chúng sanh lục đạo Từ trong vô lượng kiếp đến nay Tập khí mà chúng ta tích lũy Quả thật là Thiện ít ác nhiều nếu như là thiện nhiều ác ít thì chúng ta sẽ không đến thế gian này. Mà mức độ thấp nhất là bạn sanh lên cõi trời. Hoặc là tứ thánh pháp giới. Đây là đạo lý tất nhiên. Phàm là ở dưới cõi người thì nhất định là ác nhiều thiện ít. chính vì sự thật như vậy nên cổ thánh tiên hiền chư phật bồ tát đại từ đại bi ứng hóa tại thế gian để dạy bảo chúng ta những vị đại thánh đại hiền này đều dùng thân phận thầy giáo để xuất hiện tại thế gian này Làm nghề dạy học Thế nhưng chúng ta đều biết là Thầy giáo dạy có tốt thế nào đi nữa Cũng không thể đi ngược lại chính sách giáo dục của nhà nước Cho nên công đức hộ pháp Của quốc gia sẽ rất lớn Chúng ta gọi quân dương thời xưa của Trung Quốc khi nhắc đến đều gọi là cổ thánh tiên dương. Gọi đế dương đều gọi là thánh nhân. Thánh nhân có ý nghĩa là gì? Là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hết thảy lý sự nhân quả, các ngài hiểu rõ, các ngài minh bạch. Người như vậy được gọi là thánh cho nên chính sách giáo dục mà họ đặt ra có thể hoàn toàn phối hợp cùng chỉ chư phật bồ tát chúng ta gọi là hoàng hộ những vị thánh nhân phật bồ tát này hoàng pháp còn đế dương thì hộ pháp hộ pháp so với hoàng pháp còn quan trọng hơn nếu như không có những người hộ pháp như thế này thì phật bồ tát có trí huệ thế nào đi nữa có năng lực thế nào đi nữa cũng không có thể phát huy sức ảnh hưởng không lớn các ngài có thể dạy được mấy người chứ ảnh hưởng đến xã hội ảnh hưởng đến quốc gia ảnh hưởng đến thế giới thì nhất định phải là người lãnh đạo thánh hiền hộ trì cho chánh pháp Những quân dương Vào thời xưa của Trung Quốc Không có ai mà không xem trọng giáo dục Không có ai mà không hộ trì việc dạy học Chính thức được liệt vào chính sách quốc gia Là thời kỳ Hán Võ Đế Hán Võ Đế Đưa học thuyết khổng mạnh Đặt thành chính sách giáo dục quốc gia Đặt thành đường lối giáo dục Sau khi đặt ra chính sách này Thì kéo dài cho đến cuối đời nhà Thanh Hầu như trong hai ngàn năm Những lịch đại quân dương Đều tuân thủ theo Tuy là có thay đổi triều đại Nhưng chính sách giáo dục này Luôn luôn không thay đổi cho nên học thuyết nho gia khổng mạnh trở thành trào lưu chủ yếu của giáo dục trung quốc thời kỳ hán minh đế phật giáo truyền đến trung quốc do sự giáo học của phật giáo và sự giáo học của khổng mạnh được xây dựng trên cùng một nền tảng đó là hiếu đạo Cho nên Phật giáo sau khi truyền đến Trung Quốc Nhận được sự đoán nhận phổ biến của triều đình Và dân chúng Đế dương đích thân chủ trì Giáo dục Phật Đà Thế là giáo học của khổng mạnh Và giáo học của Phật Đà Đồng thời phát triển ở Trung Quốc Hiệu quả của giáo học Phật giáo đã vượt qua nhà nho Nguyên nhân ở đâu? Là vì sự giáo dục của nhà Nho Thuộc về một bộ phận phụ trách dưới quyền Của Thừa Tướng Gọi là Bộ Giáo Dục Thuộc về sự quản lý của Thừa Tướng Sự giáo dục của Phật Giáo Do đích thân Đế Dương nắm giữ Người Trung Quốc luôn cung kính Hoàng Đế hơn So với Thừa Tướng Vì vậy đích thân chính Hoàng Đế Chủ trì, phổ biến Nên hiệu quả hơn sự giáo học của nhà nho ngàn ngữ trung quốc có câu nhà nhà quán thế âm hộ hộ di đà phật điều này là do sự hộ pháp của đế dương nhà nho và nhà phật dạy người điều gì đều là dạy cho người hiểu rõ quan hệ giữa người với người hiểu được thế nào là thiện thế nào là ác thế nào là cát thế nào là hung vậy bạn có năng lực có trí huệ phân biệt chân vọng phân biệt tà chánh phân biệt thiện ác phân biệt đúng sai lợi hại là vậy chúng ta điều này ngày nay chúng ta đọc cảm ứng thiên là của đạo giáo sự giáo học của ba nhà nho thích đạo đã đặt nền móng cho văn hóa trung quốc từng câu từng chữ được nói trong cảm ứng thiên đều là tiêu chuẩn của các hung ngoại phước Hôm nay chúng ta học đến đây là đoạn tổng kết rồi Chỗ này nói đến thiện và ác Chính là những điều mà kinh văn phía trên đã nói đến Văn tự không quá nhiều Chỉ có hơn 1.700 chữ Nên dễ dàng thọ trì cần phải học thuộc lòng mỗi khi khởi tâm động niệm lời nói việc làm cần phải nghĩ xem có tương ưng với tiêu chuẩn thiện ác được nói trong cảm ứng thiên hay không nếu như là ác thì không được phép nghĩ đến không được phép nói không được phép làm nếu như là thiện thì nên nghĩ đến nên nói ra nên thực hiện thế giới ngày nay loạn rồi sau khi nhà mãn thanh bị lật đổ nhà nước quốc dân được thành lập nhưng vô cùng bất hạnh là chính sách giáo học truyền thống mấy ngàn năm của trung quốc cũng bị xóa bỏ theo học theo mở cửa tự do dân chủ của người phương tây mở cửa tự do dân chủ là gì là mọi người có thể nghĩ ngợi lung tung có thể nói rằng nói bậy có thể làm rằng làm bậy thì chính là mở cửa tự do dân chủ đó chính là điều hôm nay chúng ta đọc nói ác nhìn ác làm ác không chỉ là ba năm sau khi nhà Thanh bị lật đổ đến nay Đã gần 100 năm rồi Sắp phải tính tổng nợ rồi Ở vào độ tuổi này của tôi Khi còn là trẻ nhỏ Còn được tiếp xúc với một chút Giáo dục thánh hiền Còn có vài cụ già Giảng nói cho chúng tôi hiếu đệ trung tín, Còn giảng vài câu Về ngũ luân bát đức Thế nhưng Sau khi kháng chiến Thì không có người giảng nói nữa rồi Trước khi kháng chiến Còn có một vài cụ già nói những giáo huấn này Khi đó chúng tôi học tiểu học Học trung học Thầy giáo vẫn còn thường xuyên giảng Chúng tôi còn nghe được một chút Ngày đây ở trường học không còn nữa rồi Trong gia đình cũng không có Bị hủy diệt triệt để rồi cho nên rất nhiều nhà tôn giáo nói đến ngày tận thế đây chính là dấu hiệu của ngày tận thế có thể tránh khỏi được không có tai họa lớn ở ngay trên đầu rồi tai họa này có từ đâu đến vậy chính là do từ nói ác nhìn ác làm ác của chúng ta là từ đây mà có tai nạn lớn có thể tránh khỏi được không người xưa nói rất hay là hoàn toàn nhìn ở sự chuyển biến ở nhân tâm chúng ta nếu như nhân tâm có thể chuyển ác thành thiện thì tai nạn này có thể được hóa giải nếu như tiếp tục không ngừng làm việc ác vậy thì tai nạn này không thể tránh khỏi rồi ấn quan đại sư trong truyền thuyết thì đều nói ngài là đại thế chí bồ tát tái lai đại thế chí bồ tát có trí huệ nhất các vị nhắc đến bồ tát đều biết là văn thù bồ tát đại biểu cho trí huệ mà không biết đến đại thế chí bồ tát đại thế chí đại biểu cho trí huệ thông minh tuyệt đỉnh làm thế nào mà biết được vậy ngài đề xướng nhất môn thâm nhập chuyên tu chuyên hoàng nhất môn lựa chọn là pháp môn nào là pháp môn niệm phật Ngài dạy người nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm liên tục Đó là trí huệ Thông minh tuyệt đỉnh Đơn giản mà rõ ràng Đơn đau trực nhập Cầu lấy con đường thành Phật Đây gọi là Đại Thế Chí Các vị cần phải ghi nhớ Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh vô lượng thọ tán thắng a di đà phật quan trung cực tôn phật trung chi vương tay phải và tay trái của phật trung chi vương có thể kém hơn so với người khác sao thế còn có thể gọi là vua trong các phật sao cho nên chúng ta có thể thể hội được quán thế âm bồ tát và đại thế chí bồ tát đều ở trên hết thảy các vị bồ tát khác phật là phật trung chi vương nên hai vị bồ tát này là bồ tát trung chi vương điều này chúng ta có thể tưởng tượng ra được văn thù bồ tát và phổ hiền bồ tát không thể so sánh được rồi trong hội hoa nghiêm chúng ta thấy văn thù bồ tát và phổ hiền bồ tát đều cầu nguyện giảng sanh cực lạc thế giới hai vị đại sĩ này là người giúp đỡ a di đà phật giáo hóa chúng sanh là lão sư của thế giới Tây Phương cực lạc dân Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đến đó vẫn là học trò cho nên nhất định phải hiểu được chân tướng sự thật này thì tâm tôn kính của chúng ta đối với Phật Bồ Tát mới có thể sanh Khởi được tâm kính trọng và ngưỡng mộ tâm học tập mới có thể phát ra được Mới biết được là giáo huấn của các ngài quan trọng Những điều hai vị Bồ Tát dạy là vô cùng đơn giản Càng đơn giản thì càng không thể nghĩ bạc Càng thâm sâu Có thể phổ độ hết thảy chúng sanh trong Pháp giới cho nên hai câu tổng kết này là hết lòng hết giả khuyên bảo chúng ta từ bi đến cực điểm câu cuối cùng sao không cố gắng thi hành dạy thai chữ hồ có nghĩa là tại vì sao tại vì sao chúng ta không động viên chính mình nỗ lực làm việc thiện đoạn ác tu thiện được tốt đẹp được lợi ích là chính bản thân mình không phải là người khác chúng ta đoạn ác tu thiện thì có phải ngài thái thượng được lợi ích hay không không phải có phải phật bồ tát được tốt đẹp không cũng không phải đều không liên quan đến bất kỳ ai mà chính bản thân mình được tốt đẹp những vị đại thánh đại hiền chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, đối với hết thảy chúng sanh đều không có một mảy may mong cầu. Đây mới gọi là thánh nhân. Bản thân chúng ta cần phải thường xuyên đọc tụng cảm ứng thiên. Chúng tôi có in cuốn sách nhỏ chú giải đơn giản về cảm ứng thiên. Mọi người Có thể Thuận tiện mang theo bên mình Trước đây tôi ở Đài Loan Khuyến khích các bạn đọc học của chúng tôi hàng ngày buổi tối đọc một lượt cảm ứng thiên Để làm thời khóa tối Chính là thời khóa tối đọc thêm cảm ứng thiên Đọc cuốn sách này rồi Nghiêm chỉnh mà phản tỉnh kiểm điểm chúng ta trong cả ngày hôm nay khởi tâm động niệm lời nói việc làm có tương ứng với thiện pháp hay không nếu như tương ứng với thiện pháp thì điều thiện này của chúng ta cần phải duy trì không được mất đi nếu như tương ứng với ác pháp thì nhất định phải sửa đổi làm mới phải sám hối đây mới gọi là tu hành chân thật tu hành nhất định không phải là đọc kinh văn một lượt đọc cho phật bồ tát nghe đó gọi là lừa người việc đó không phải là tu hành chân thật tu hành chân thật là đối với giáo huấn của phật bồ tát thật sự hiểu rồi tin tưởng rồi y giáo phụng hành đây mới là chân thật tu hành mới thật sự đạt được lợi ích lợi ích này chính là trời ắt ban phước cho chính mình có lòng tin tràn đầy hôm nay trong số các vị có rất nhiều bạn đồng tu mới đến ở Singapore này có một vị thanh niên 101 tuổi 101 tuổi rồi Nhưng rất trẻ trung Không già Chúng tôi có băng ghi hình Sẽ tặng cho các bạn Các bạn đều có thể mang về để xem Tại vì sao bà đã 101 tuổi rồi Mà vẫn trẻ trung như vậy Thân thể và thế lực của bà Tai mắt tinh tường rõ ràng Phản ứng nhanh lẹ giống như người mới 30-40 tuổi vậy Hơn 100 tuổi rồi nhưng chưa từng sinh bệnh Là nguyên nhân gì? Là nói thiện, nhìn thiện, làm thiện Bà đã làm được rồi Bà có tràn đầy lòng tin Là ông trời sẽ phù hộ cho bà Bà thường nói ông trời phù hộ cho bà Không lo, không buồn Không dướng, không mắc Hàng ngày bà còn phục vụ cho người nghèo khổ Ngày ngày đều buông ba khắp nơi Bà đã làm được rồi Không có lý do gì khác Bà có thể làm được Thì mỗi người đều có thể làm được Bản lãnh của bà Chính là Cả một đời không nhìn thấy lỗi của người khác Đó là bản lãnh của bà bạn chỉ nhìn thấy điểm tốt của người khác Bà không nhìn lỗi lầm của người khác tâm địa thuần thiện khi chung sống với người khác gặp phải chướng ngại bà thường là quay đầu nghĩ mình không tốt bản thân tôi làm không tốt tại vì sao lại khiến cho người khác không vui thích từ trước đến nay chưa từng nói người khác không tốt Đây chính là điều mà bà đã 101 tuổi rồi Mà vẫn có thể giữ được thân thể trẻ khỏe như người thanh niên vậy Nguyên nhân là ở chỗ này Người xưa thường nói Ưu phiền khiến người già đua Một người Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Trong tâm chỉ ghi nhớ Điều bất thiện của hết thầy chúng sanh Thì người này sẽ già rất nhanh Còn thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh Thì dính diễn không già Tôi thường xuyên nói là Không những bà không già Mà còn không bệnh Đây đều là sự thật Tiếp theo sẽ thế nào? Là không chết Bà chết rồi đi gì đâu Đều rất rõ ràng Nếu như chết rồi bà không niệm Phật cầu sanh cực là thế giới Thì bà sẽ sanh lên trời Có gì đồng học hỏi tôi Người giống như bà hứa triết như vậy Nếu bà sanh thiên thì sanh lên tầng trời nào Tôi nói với mọi người là Mức độ thấp nhất là bà sanh đến cõi trời đâu suất Tại vì sao tôi biết được bà sanh đến cõi trời đâu suất vậy Là vì bà biết đủ Cõi trời đâu suất còn gọi là cõi trời tri túc Bà điều gì cũng biết đủ Một mảy may tham cầu đều không có Chỉ biết vì xã hội Vì người già Vì người bệnh Người khổ nạn mà phục vụ Bà không có ý niệm thứ hai Người thế này sanh thiên thì nhất định sanh đến cõi trời đông suốt Cõi trời tri túc Chúng ta quan sát Phán đoán từ trong hành nghi cả cuộc đời của bà Trong sáu tầng trời Dục giới, bà sẽ sanh đến tầng trời nào Cao hơn nhiều khi so với cõi trời tứ thiên dương Và cõi trời đau lợi Đến khi 101 tuổi Bà mới quy y tam bảo Mới học Phật Bà quy y ở cư sĩ Lâm Ngày ngày điều niệm A-di-đà Phật Bà muốn cầu sanh cực lạc thế giới người thế đại niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới thì nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Đây là nhân vật mẫu mực của chúng ta, nhân vật điển hình của chúng ta, cho nên cần phải khuyến khích thực hiện cảm ứng thiên. đến hôm nay chúng tôi đã giảng viên mãn rồi. Lần này giảng Tương đối tường tận Thế nhưng Nội dung của chú giải quả thật là quá phong phú Chúng tôi không dựa vào chú giải để giảng Vì dựa vào chú giải để giảng Thì cần thời gian rất nhiều Kéo dài quá lâu Người ngày nay không có tâm nhẫn nại Như vậy Cho nên hôm nay chúng tôi kết thúc tại đây Giảng viên mãn rồi Ngày mai Chúng tôi sẽ thay đổi đề tài khác chúng tôi sẽ cùng với các vị đồng học cùng nhau học tập kinh thập thiện nghiệp đạo được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta kết thúc viên mãn tại đây a di đà phật a gmail com người đọc hạnh quan, phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật